Chị. Đó, bây giờ chị gái vô thắp nhang cho cậu nè, cô chú chị ơi, đó, cái cây nữa nè. Hello anh chị. Hello chị. Dạ. Đúng rồi, quay biển số. Lắc các biển số. Có đâu, đâu nãy giờ đâu có quay chút biển số đâu. Ở chị gái à, chiều quá rồi, chị gái à. Bây giờ tới thắp nhang cho cậu nè. Em mới thang hôm nay ít cô chú gì dưới cho nên là hoa quả còn là bô bô mà. Bây giờ nó rất hay nè. Nó có được con tóc còn. Bây giờ lại có chị gái nha. Mang hoa quả về dưới cậu năm. Chị gái được giá về tập. Em nói là có mà. Em mới thang. Mới thang cái hoa quả. Chị được giá về không? Để im cho chị thắp nha. Chị mình ở đâu hả chị? Chị ở phía dưới Đồng Nai. Đồng Nai hả? À, bữa nay chị lên đây thăm cậu hả? Tụi em là ở đây từ sáng tới chiều 5 giờ tụi em mới về lận. Em là ở 24 trên 24 luôn á. Tối mới về thôi, khuya là mới về. 5 giờ về xong 5 giờ về rồi. Dạ. Chị cũng nguyên nguyên một mâm lê luôn nè, với xoài. Anh kia không vô hả chị? Không. Là cái bỏ cái số nhà anh dạy hả? Ủa anh nói là sao chị? Không thấy là không có cái quay quay lên đây. Đi sợ hả? Nhà YouTube á. Một cây bánh trăng mà bó lên ngọc. Chị gái xinh quay đường là tụi nó cũng đang đứt lát cho mọi sao này chung em này đó biết mà nha. Em chào chị nha. Chị biết nói gì đâu để hỏi chị. Ây đi sập đó anh dông đỡ thành lần giao thiệu lần nữa. Ủa chị bữa nay là mình đi đâu ghé ra sao chị? À, chị đi lên công ty á. Để anh đốt xong anh đem lại cho chị. Nói lâu lắm rồi mà chưa có gì hết. Vậy ha. Bên bên chính như bên tám phải không? Thì mình vô mày coi chứ mày hỏi gì trời. Mình vô mày tự mày ấy á, mày quen nít người ta mới vô ta coi ta biết chứ. Chứ giờ tao rối mày không vô mày quay vô đó là người ta cũng không tin nữa. Đó, một cậu tối không biết. Không biết ai vô ăn trộm hết cái ly đựng đèn của cậu rồi nè. Không biết ăn trộm nào mà liệu dám vô đây ăn trộm. Dạ đúng rồi chị, ở đây là nghệ sĩ không à chị. Mậu cậu từ bữa nay bị mắc trộm. Dạ. Bị mắc hết cái búp bông sen để đựng đèn cày tối thấp cho cậu á chị. Không biết ai dám cả gan vô đèn cấp của cậu. 9 búp còn có 8 búp. Dễ mà người ta cũng nói. Dạ. Tối nay thế nào cậu cũng về cậu đòi lại. Mấy người đó không lèo quá ha anh nết.
dám cái mà... cái chung đèn của cậu búp bông sen vậy mà dám vô lấy hết một búp. Cũng khó hiểu quá ha. Mấy nó này. Đúng là đổ trong đây ai mà lấy làm gì? Mà em nói thật, bộ đồ đồ ở trong nghĩa trang này mà ai mà vô đây tự nhiên lấy đem về nhà làm gì? Đó, đâu có bao nhiêu tiền một cái đâu. Thì đúng rồi, tự nhiên giờ phát hiện ra giờ còn một bên 9 cái, còn bên 8 cái. Cái mẫu gió á chị. Dạ. Đó mà giờ thôi mình về đi về một cậu đi. Mình về một cậu đi. Liều thịt nha, mấy người này mà dám ăn cắp ăn trộm của cậu liều thịt. Ở bên đây còn 9 cái nè. Bên đây còn 9 cái bông sen, còn ở bên đây còn có 8 cái nè cô chú anh chị. Nè, thấy không? 8 cái nè. 2 4 6 8. Đó. Mắt ở bên đây. Còn ở trên đây thì còn đủ. Nha, bên đây cũng còn đủ luôn à cô chú anh chị. À, ở bên đây là 9 cái. Để em để xa xa cho cô chú nhìn nè. 2 4 6 8 9 đó thấy chưa? Còn bên kia còn 8 cái à. Mắc hết một cái búp bông sen vậy nè cô chú anh chị. 1 2 để đựng đèn cho cậu á. 5 6 7 8 9 rồi mất thêm cái à. Rồi tới bên đây nè. Bên đây 9 cái đủ. Bên kia có 8 à. Dạ chị cứ chụp hình bình thường chị. 6 7 8 rồi mất một cái. Cảm ơn mấy em nha. Dạ không có gì đâu chị. À, chị về khỏe nha chị. Dạ Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Thì ông bà cô chú nào có xem kênh Bùi Hải Vlog, cho Bùi Hải Vlog xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Dạ một lần nữa Bùi Hải cũng xin kết thúc video và hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ.